Puka bị Trường Giang trêu chọc chuyện tình cảm với Rin Tuấn Kiệt. Chương trình Nhanh Như Chớp mùa 4 chính thức trở lại vẫn được sự cầm trịch từ bộ đôi MC Trường Giang Harry Quang. Mới đây, nhà sản xuất cũng hé lộ đoạn clip giới thiệu tập đầu tiên có sự tham gia của hai đội chơi Hoa hậu Khánh Vân Puka, Rin Tuấn Kiệt và Tăng Phúc Lily Trương Thảo Nhi. Lần đầu xuất hiện tại Nhanh Như Chớp, Hoa hậu Khánh Vân và Trương Thảo Nhi không hề ngờ tới độ lầy của chương trình. Trương Thảo Nhi còn tự tin tiết lộ rằng, tôi đã từng coi chương trình rất nhiều lần ở nhà nhưng tôi không trả lời được câu hỏi nào, khiến cả trường quay chỉ muốn cầm nín. Khi hai đội chơi xuất hiện trên sân khấu, các khách mời đã lục đục nội bộ vì Puka và Trương Tuấn Kiệt không muốn đứng cạnh Hoa hậu Khánh Vân bởi sự chênh lệch về chiều cao. Cả hai không ngần ngại cho nàng hậu ra rìa khi thẳng thừng chia sẻ, em chịu khó đứng kế anh Giang được không? Sau màn giao lưu, Puka tự tin mang đến tiết mục mở màn đặc biệt với ca khúc Phượng Buồn, được khán giả và các khách mời vỗ tay thích thú nhưng Trường Giang lên tiếng khiến nữ diễn viên ngại ngùng. Các bạn đừng vỗ tay và kêu tên như vậy, các bạn làm như vậy là làm hư nghệ sĩ, vừa rồi không phải vỗ tay cho tiếng hát mà là vỗ tay cho sự can đảm. Bước vào phần thi, khi Puka chuẩn bị lên thớt, MC Trường Giang đã tranh thủ trêu nữ diễn viên, Rin Tuấn Kiệt đọc câu hỏi được không? Ngay lúc này Puka nhanh chóng trả lời, được chứ, lên đây cầm bộ đề đọc câu hỏi rồi đọc luôn đáp án. Cùng với đó, cô còn nháy mắt với Rin Tuấn Kiệt vô cùng đáng yêu khiến nam MC phản ứng. Đây là chương trình chứ không phải gia đình đình đâu mấy đứa. Trong suốt quá trình thi của Puka, Trường Giang còn liên tục trêu chọc chuyện tình cảm của cô và Rin Tuấn Kiệt khiến khán giả được trừng cười sảng khoái. Tập 1 Nhanh Như Chớp mùa 4 phát sóng lúc 21 giờ tối 6 tháng 8 trên kênh HTV7.